Đây là một câu chuyện về tình yêu lứa tuổi học trò và cho đến hiện tại vẫn còn. Tôi và em quen nhau từ thuở còn học mẫu giáo và cũng ngồi gần nhau. Đến năm học cấp 2 tôi lại được xếp ngồi cùng với em một lần nữa. Tôi với em càng ngày càng thân với nhau hơn. Trong lớp đám bạn tôi kiểu thường hay ghép thằng này với con kia yêu nhau. Có lần chúng ghép tôi với em yêu em. Lúc đó tôi vừa ngượng vừa ngại, tôi cu bê gờ thấy em cũng có vẻ thích tôi và cũng kể từ đó tôi bắt đầu thích em. Tôi có rủ em vô chơi game buổi tối để tôi và em thân thiết với nhau hơn và để tôi có cơ hội tiếp cận em hơn. Có lần tôi hỏi em, gu người yêu của em là gì, em trả lời là phải đẹp trai, cao và học giỏi. Riêng tôi chỉ được cái học giỏi còn những thứ kia tôi không có nên tôi cũng im lặng và chưa dám tỏ tình với em. Sau này tôi thấy em dẫn thay đổi, em lạnh nhạt hơn, ít nói hơn, em không còn là một cô bé hồn nhiên nhí nhảnh như ngày trước nữa. Lý do em thay đổi tính cách nhiều như vậy bởi vì em đang chịu áp lực về cuộc sống, bởi vì gia đình em gặp một biến cố cho nên em cũng bị suy sụp tinh thần. Tôi cũng an ủi và động viên em phải cố gắng lên, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Vì sự lạnh nhạt của em, cho nên tôi có quen thử một cô gái khác, nhưng cũng chỉ được một thời gian cô ấy cũng chia tay tôi vì cô ấy biết rằng là tôi chỉ thích em chứ tôi không hề yêu cô ấy. Tôi cứ yêu đơn phương em nhưng tôi chưa dám thổ lộ tình cảm mình. Đến đợt dịch Covid tất cả phải học online. Lúc đó tôi không gặp được em, tôi thật sự rất nhớ em, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của em. Đến lúc cuối cấp tôi và em dần dần thân nhau trở lại, và lúc đó tôi không thể im lặng được nữa, tôi quyết định tỏ tình với em qua tin nhắn. Tôi nói, ê mày, tao nói mày nghe chuyện này mày đừng cười tao nha, thật sự trước giờ tao rất thích mày, nhưng vì sợ tao nói ra mày sẽ từ chối tao và không chơi với tao nữa, nên tao không dám nói. Em mới trả lời một cách lạnh nhạt với tôi. Ừ, tao biết rồi, tao cảm ơn mày đã yêu thương tao. Và em không nói gì thêm nữa. Tôi thì vẫn đeo đuổi em mỗi ngày, tôi hay dẫn em đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng em vẫn chưa đồng ý với tôi. Cho đến sau này kỳ thi tuyển sinh, tôi hỏi em thi vào trường nào, tôi cũng thi, nhưng không may mắn tôi đã rớt. Và kể từ đó tôi với em hai người hai nơi khác nhau. Sau đó tôi cũng tiếp tục quen một cô gái khác, nhưng hầu như không bền vững bởi vì trong tâm trí tôi không thể tập trung yêu họ được, lúc nào chỉ có hình bóng của em. Tôi mới quyết định tìm đến em và sẽ tán tỉnh em một lần nữa, nhưng tôi vẫn thất bại. Bởi vì em đã trở thành một người khác, tôi và em không còn một điểm chung nào với nhau nữa. Lúc trước còn học chung tôi thường xuyên rủ em đi chơi, nhưng giờ thì rủ em mà em cứ tìm lý do để từ chối tôi. Vì biết em không hề yêu thích gì tôi, nên tôi muốn ngưng liên lạc với em nữa bằng cách xóa kết bạn và chặn tin nhắn em. Nhưng chỉ được một thời gian tôi lại nhớ đến em và tìm em, tôi mới gửi lời mời kết bạn với em và kèm theo câu xin lỗi em. Em kết bạn lại, và tôi mới tâm sự với em rất nhiều về tình cảm của tôi với em. Nhưng em chỉ trả lời chồng một câu, ừ biết rồi, nó càng khiến tôi càng đau lòng hơn. Cho đến một thời gian gần đây tôi quyết định tỏ tình em một lần nữa. Và tôi đành chờ em tới lúc nghỉ Tết, để xem em lúc này liệu có đồng ý để đi chơi với tôi hay không. Và cuối cùng đã đến mùng 1, và em cũng là người đầu tiên mà tôi chúc năm mới. Nhưng vì không muốn bị từ chối ngay đầu năm, thì đến mùng 4 tôi mới hỏi em có rảnh được ngày nào không. Thì em trả lời không, nhưng trước đó là mùng 2 và mùng 3. Em đã đi chơi cùng bạn bè của tôi, mặc dù em không đăng hình lên, nhưng bạn tôi đã đăng hình đi chơi lên và có em ở đó. Tôi không biết vì sao, lý do nào mà em lúc nào cũng từ chối tôi. Tôi thấy em kiểu như đang ghét tôi, em đang cố tránh né tôi. Và sau này tôi mới thật sự nhận ra em không hề yêu thích gì tôi cả. Tôi chỉ là một kẻ yêu đơn phương em, và tôi cũng không có tư cách gì với em cả. Tôi chỉ trách bản thân tôi vì sao lại yêu em nhiều đến như vậy. Tại sao tôi cứ chạy theo những thứ mà tôi đã biết nó mãi mãi cũng chẳng thuộc về tôi. Tôi thật sự đã thất bại trong chuyện tình cảm của mình.